Ngay sau khi thành phố áp dụng việc siết chặt giãn cách xã hội, hôm nay, ngành y tế Đà Nẵng và các địa phương đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để kịp thời phát hiện các ca mắc COVID-19 tách ra khỏi cộng đồng. Đây là một trong 6 điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 được phường An Hải Tây, quận Sơn Trà triển khai vào sáng nay. Để đảm bảo lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 3.000 đại diện hộ gia đình trong ngày hôm nay, 16 tháng 8, địa phương đã rà soát kỹ và thông báo đến từng hộ dân tham gia lấy mẫu xét nghiệm, không để bỏ sót. Vận động và tuyên truyền bà con để xét nghiệm COVID khẩn trương. Và cái vùng này, tức là vùng xanh, cũng chưa đến nỗi nguy hiểm, nhưng nhắc nhở bà con, tuyên truyền bà con để làm cho tốt cái phòng dịch. Với đặc thù quận có 5 phường đã thực hiện cách ly y tế từ trước, nên đợt này, quận Sơn Trà triển khai xét nghiệm sớm hơn các địa phương khác. Cụ thể, từ ngày 14 đến 19 tháng 8, sẽ có hơn 150.000 người được lấy mẫu xét nghiệm, bao gồm đại diện tất cả hộ gia đình và toàn bộ người dân trong các khu phong tỏa, cách ly y tế. Thì trong quá trình xét nghiệm thì thực hiện theo 2 giai đoạn của thành phố. Thì đến nay chiều nay chúng tôi sẽ hoàn thành giai đoạn 1 của thành phố và tiếp theo ngày mai tiến hành giai đoạn 2. Tất cả khu phong tỏa, cách ly y tế thì chúng tôi lấy là nhân khẩu. Cũng như quận Sơn Trà thì ngày sáng nay, ngành y tế phối hợp với các địa phương cũng đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 300.000 đại diện hộ gia đình, toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa và công dân tại các doanh nghiệp làm việc 3 tại chỗ. Quá trình lấy mẫu, thực hiện lấy mẫu gộp nhóm 10 theo nguyên tắc cuốn chiếu tại tổ dân phố và đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Nắm chặt chẽ danh sách và lập cụ thể từng tên, tuổi, địa chỉ đối với từng các hộ gia đình ở tổ dân phố. Và sau đó xét nghiệm, mà nếu hộ nào không ra thì đảng ủy viên xuống cùng với là các đồng chí bí thư chi bộ và cán bộ phụ trách tổ dân phố cùng với tổ trưởng dân phố để rà soát lại và vận động các hộ dân ra đủ 100%. Nếu hộ nào đã vận động rồi mà vẫn tiếp tục không ra thì phường sẽ sử dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính theo cái quy định. Với 9 đơn vị xét nghiệm được huy động, mỗi ngày Đà Nẵng có thể xét nghiệm khoảng 100.000 người. Như vậy, trong 7 ngày tạm dừng tất cả các hoạt động, ngành y tế dự kiến lấy mẫu xét nghiệm 2 đợt với hơn 600.000 lượt người. Với hàng trăm ngàn người là đại diện hộ gia đình cùng với các người dân trong khu cách ly phong tỏa được xét nghiệm trong 7 ngày thành phố siết chặt giãn cách, ngành y tế và các địa phương quyết tâm bóc hết F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời thông qua đây đánh giá nguy cơ dịch bệnh của từng xã phường để tiếp tục có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.